Xin chào các anh em, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo. Đã lâu rồi mình không review một chai nước hoa nào cả, cho nên trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa mà mình nghĩ rằng cái thời điểm năm ngoái ấy, rất là nhiều, kể cả TikTok là YouTube thì rất là nhiều người đã nói đến chai nước hoa này rồi, đó là Dom Rosa. Mình chỉ có cho loại chia thôi. Dom Rosa, một mùi hương của rượu, champagne và hoa hồng. Mình thấy là trên lướt trên TikTok thì cũng rất là nhiều những clip đã nói về chai nước hoa này rồi. Và thực ra là hồi năm ngoái mình cũng định là nói về chai nước hoa này nhưng mà cũng không có thời gian ấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ những quan điểm của mình về chai nước hoa này. Và theo cái quan điểm của mình là chúng ta có nên mua chai nước hoa này hay không. Mặc dù là mình nghĩ là rất là nhiều các anh em cũng đã biết về mùi hương này rồi, nhưng mà không sao. Thì sẽ có những anh em còn chưa biết đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về chai nước hoa này đó. Thì bây giờ anh em ngồi relax và chúng ta sẽ vào chủ đề luôn thôi. Let's go. Ok, trước tiên chúng ta hãy cùng nói qua một chút về mùi hương của chai nước hoa Dom Rosa này. Chắc chắn rồi sẽ phải là mùi hương đầu tiên. Thì với cảm nhận của mình về chai nước hoa này thì nó sẽ có 3 cái nốt mùi mà chúng ta có thể sẽ cảm nhận rất là rõ. Đó là rượu, champagne, ổi và hoa hồng. Đó, đấy là 3 cái nốt mùi tiêu biểu nhất trong cái mùi hương của chai nước hoa này. Còn thì mình thật sự là mình không thấy bất kỳ một cái nốt mùi nào khác cả với cái mũi của mình. Thì nói qua một chút về rượu champagne thì thực ra mà nói thì mình cũng cảm thấy cái nốt mùi này nó khá là mơ hồ. Đó, đa phần thì trong nói về nốt rượu thì chúng ta sẽ có thể cảm thấy rõ là ví dụ như whisky, rum và vodka. Mà đây tiêu biểu nhất có lẽ là chắc chắn là nhà Killian, với những cái chai ví dụ như Angel Share hoặc là một vài chai nước hoa khác, họ sử dụng nốt rượu kết hợp cùng với gỗ đàn hương, kết hợp cùng với sô-cô-la đó. Hoặc ví dụ như là chai nước hoa Cartier Le Bezier du Dragon, nước quả rồng ấy, thì họ cũng kết hợp nốt rượu cùng với hạnh nhân và patchouli hoa hương, rất là hay. Thì về cơ bản thật ra là nốt rượu nó không có quá nhiều sự đa dạng về mùi hương, kể cả là về mùi sản phẩm sử dụng nốt rượu thì cũng không phải là quá nhiều. So với các nốt khác thì số lượng nó ít hơn rất là nhiều đó. Và cái độ đa dạng về mùi hương thì nó cũng không phải là quá là nhiều đó. Mà nhất là champagne, rượu champagne thì thực sự là mình không thấy không có nhiều chai, không có nhiều chai dùng cái nốt hương này. Cái nốt thứ hai đó là nốt ổi. Kể cả nốt ổi cũng là một cái nốt mà rất ít chai nước hoa sử dụng. Và nếu như các anh em nào muốn biết rõ ràng hơn, chi tiết hơn về mùi của ổi thì các anh em có thể tham khảo một cái sản phẩm của nhà Custom the National. Mình không biết đọc âm chính xác, nhưng nó là một nhà nước hoa của Tây Ban Nha. Cái chai này mình cũng có nhưng mà tìm mãi không thấy đâu. Nó là một chai, mình sẽ để hình ảnh ở đây, một sự kết hợp của ổi và oải hương. Và khi chúng ta xịt chai nước hoa đấy, chúng ta sẽ cảm thấy rất là rõ cái mùi hương của ổi. Thì về để nói nôm na, nó không phải là cái mùi của vỏ ổi mà là cái mùi của cái phần nhân ấy, lõi. Cái phần bên không phải là phần mà chúng ta hay phải gọt ra bỏ đi để không ăn ấy, phần hạt ấy, phần mềm mềm của ổi đấy, phần lõi bên trong ấy. Thì cái mùi hương của ổi nó cũng kiểu dạng như thế, cái vị nó hơi thơm thơm và hơi khó diễn tả đó. Nhưng mà đại loại nó sẽ giống như cái phần lõi bên trong của quả ổi đấy, cái phần mà chúng ta khi mà ăn chúng ta hay phải gọt bỏ ra ấy. Đấy, thì đối với mình cái mùi hương của ổi trong nước hoa nó cũng kiểu dạng như thế đó. Hoa hồng thì không nói làm gì nữa, chúng ta biết quá là rõ rồi. Ông nào mà bảo em không biết mùi hoa hồng như nào thì tôi đến ạ không. Những ông đấy mà hỏi như thế, các ông chưa bao giờ yêu, các ông chưa bao giờ gọi là đi tán gái thì mới hỏi mùi hoa hồng nó như thế nào đó. Thì quay trở lại với chai nước hoa này thì champagne, ổi, hoa hồng, nó thì đấy là 3 cái nốt mùi mình cảm thấy rất là rõ trong cái nốt mùi hương này. Thì nó là một cái mùi hương khá là nhẹ nhàng, khá là nhẹ nhàng. Và thực tế là khi mà mình xịt mình cảm thấy một cái tông thiên về dạng kiểu citrus, trái cây, và cái mùi thơm nhẹ của hoa hồng
đó, nó mix cùng lại với nhau. Và từ cái lúc bắt đầu xịt cho đến lúc cuối là một cái mùi hương, một mùi, một tuyến tính, một mùi giống như là không có gì thay đổi cả. Và mùi hương nhẹ nhàng, dễ ngửi, unisex chắc chắn rồi, và dễ sử dụng. Thực tế thì mà nói thì đây không phải một mùi hương, cái mùi hương của chai nước hoa này nó không phải là có quá nhiều sự cá tính, có quá nhiều sự gai góc, hay nó là một cái gì đấy nó táo bạo hoặc đột biến, mà nó dễ ngửi, dễ sử dụng và dễ ngửi đó. Thì và như mình nói lại, nó là tuyến tính một mùi từ đầu cho đến cuối. Thì đấy là cái mùi hương mình cảm nhận về chai nước hoa Dom Rosa này. Cái chai nước hoa này mình thấy rằng nó hợp với sử dụng cái tầm thời tiết ra Tết này, có nghĩa là mùa xuân và sau đó là mùa thu đó. Có nghĩa là trong một cái điều kiện thời tiết nó không phải là quá là lạnh đó, nó chỉ hơi hơi se se lạnh hoặc là mát, thì sử dụng chai nước hoa này mình cảm thấy cũng khá là thú vị. Bởi vì là một cái tông mùi nó khá là dễ ngửi đó, khá là dễ ngửi và nó cũng gọi là nịnh mũi một chút đấy. Thì mình thấy là nó sử dụng trong tầm thời tiết mùa xuân và mùa thu và các dịp. Cá nhân mình thấy chai nước hoa này là các dịp nhá. Ví dụ anh em nào mà muốn, hoặc là anh chị em nào muốn sử dụng thì cả đi làm được, đi chơi cũng được, đi gặp gỡ cũng được. Nói chung là các dịp và mùa xuân và mùa thu chúng ta đều có thể sử dụng được đó. Hiệu năng của mùi thì nó, mình thấy là nó rơi khoảng tầm từ 6 đến 8 tiếng, ít nhất trên da mình. Nhưng mình nghĩ rằng nó sẽ rơi vào đâu khoảng tầm 6 tiếng đó. Thì đấy cũng là những cái mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn. Tuy nhiên sẽ có một cái chúng ta phải lưu ý, đó là cái tuyến tính mùi của hương của chai nước hoa nó không có quá nhiều sự thay đổi. Có nghĩa là từ lúc đầu xịt cho đến lúc cuối nó gần như là giống nhau, y hệt đó. Thì nó sẽ có một cái gọi là một cái nhược điểm với những cái chai mà có tuyến tính một mùi, đó là chúng ta sẽ khá là nhanh chán. Ví dụ như là Amouage Minder chẳng hạn, một mùi hương của đàn hương của Bạc Hà cũng rất là hay. À, của Bạc Hà nhựa và đàn hương đó cũng rất là hay. Mà một số chai hoa khác, ví dụ như là Versace Dylan Blue chẳng hạn đó, thì những cái chai nước hoa đấy và cũng với như Dom Rosa này, nó làm những cái chai nước hoa mà cái tuyến tính mùi hương nó không có quá nhiều thay đổi, thì khi mà mới ngửi thì sẽ được cái tỷ lệ mà cảm thấy ồ với òa lên là rất là thích đó. Nhưng những cái chai nước hoa như này thì sử dụng một thời gian ngắn thôi, nó sẽ gây cho chúng ta một cảm giác nó cảm thấy là nó nhanh chán. Bởi vì thế mà nói thì nó không kiểu như là nó rất là đơn điệu. Khi mà sử dụng một thời gian thì chúng ta sẽ cảm thấy nhanh chán, nhất là cái chai Dom Rosa này hoặc là Amouage Minder này là giống nhau, kiểu như là ngửi thì có thể là hay, nhưng mà mình nghĩ rằng tỷ lệ sẽ nhanh chán cũng không phải là không có. Thì từ đây mà anh bạn nào, các bạn nào mà ý định mua chai nước hoa này thì cũng có thể nên lưu ý đó. Thì chai nước hoa này rõ ràng là nó hướng đến cho các anh em và các chị em một cái phong cách nó một chút dạng như kiểu là người lịch thiệp, nhẹ nhàng, một phong cách văn phòng đó. Nó không phải là dành cho các bạn có cá tính, nó không phải dành cho các bạn mà nó có một cái tính cách sôi nổi, hào hứng hoặc là như nào, mà nó thiên về cho những anh chị em nào mà có một cái tính cách nó gọi là nó trong một cái vùng tròn an toàn đó. Chúng ta không muốn có một cái gì đấy nó thể hiện cái mạnh mẽ của mình đấy. Mọi cái nó đều là vừa đủ thì chai nước hoa này sử dụng rất là hợp. Còn lại như mình đã nói, bạn nào mà quá như thế này hoặc là quá như thế kia thì chúng ta không nên sử dụng chai nước hoa này, bởi vì nó thực sự là nó không hợp đó. Thì đấy là một cái lưu ý cuối cùng của mình muốn dành cho các bạn. Tổng quan lại, chúng ta có nên sử dụng chai nước hoa này hay không? Chúng ta có nên mua chai nước hoa này hay không? Để mà nói một chút, đây không phải, mình nhắc lại, đây không phải là một cái mùi hương, nó là một cái gì đấy để mà
chúng ta kỳ vọng là nó đột phá một cái gì đấy nó xuất sắc thì là không phải. Mặc dù chúng ta có thể nghe đến rượu, mix rượu champagne và hoa hồng, ô nghe hay thế nhỉ, không biết là mùi hương có vẻ là sang, nhưng mà thực tế thì khi mà chúng ta ngửi thì chúng ta sẽ cảm thấy nó cũng nó không phải là tệ, nhưng cũng đừng kỳ vọng nó là xuất sắc, nó ở mức ổn đó. Thì để mà đánh giá lại nó với cái mức giá mà chúng ta sẽ phải bỏ ra thì cũng phải nên cân nhắc, hoặc là chúng ta nên mua chiết để thẩm, còn không nên vội vàng hạ tiền mua full chai nước hoa này. Mình nghĩ rằng mua full chai nước hoa này sẽ là một cái sai lầm lớn của các bạn, bởi vì nó sẽ hơi bị thiên về cái kiểu một hoặc là thích hoặc là không thích, chứ còn cái kiểu như mà vậy thì cũng mình nghĩ là không có nhiều đó, hoặc là thích hoặc là không thích cho chai nước hoa này. Thì nếu như các bạn nào quyết định mua chai nước hoa này thì mình góp ý là các bạn nên mua chiết trước, đừng có vội mà hạ tiền mua chai nước hoa này, bởi vì như mình đã nói vừa, những cái lý do vừa xong thì mình đã nói rồi đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các bạn chai nước hoa Dom Rosa, rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong video tiếp theo. Bye bye.